Hello bà con, hôm nay mình sẽ thay nhớt xe RV nhà di động của mình ha. Thường thường chạy khoảng 3.000 mai mình thay nhớt, 5.000 mai hoặc 7.000 mai, nhưng mà mình thay nhớt cho nó tốt nè, chừng 3.000, 5.000 là thay. Thay nhớt là tốt. Đây một số dụng cụ đây. Nghề ha. Cái này cái oil filter ha. Oil filter. Mình mua oil filter made in USA nha. Cái này là đặc biệt để tháo ra. Cái loại của Ford. Lúc trước mình mua có cái hãng khác cho nên có cái nắp chụp này nè. Mình mở. Những đồ nghề ha, mình mua nhớt loại tốt nhất ha. Nhớt loại tốt nhất. Một bộ quan ha. À, xe mình chạy loại nhớt là 520. Cái đồ này đồ đựng nhớt. Xe này là Y350 Super Duty. 8 máy ha. Giờ xe đời mới là 10 máy thôi. Nó hơi dơ chút xíu. Đây là chỗ đổ nhớt. Này là transmission nhớt hộp số. Đây là thử nhớt nha. Thử nhớt ở đây. Màu vàng đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái camera xuống. Lấy đồ nghề. Những đồ mình để lấy cái camera chỗ nào cho nó thuận tiện nha. Đây là đồ xả nhớt nè các bạn. Đây là cái oil filter đó. Xe này nó cao cho nên nó là mình sẽ để cái camera đây.
hơi hẹp cho các bạn. Mình đang xả nhớt nha các bạn, mình tháo ra được rồi, mình mang qua tay cho nên mình không có dùng lại được ha. Xả nhớt xong mình sẽ mở cái ô filter bên đây ha, ô filter đó đó là xong. Nhớt chảy 3 ngàn mai mà nó cũng đã đen nữa. Để camera cho đây đó. Đây quay cho nó thấy. Okay.
chút đi. Chùi vô. Xe này 8 máy rồi các bạn. Xe Y350 Ford Y350 Super Duty 8 máy. Xe 8 máy đi. Rồi chiếc lại ngon lành rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái cái ô filter đó. Giặt ra, giặt vô. Chờ cũng khó đó, khó tạo ra đó. Cái này không cần chặn cứng đó đâu, chặn vừa thôi, chặn cứng quá móc tháo là không ra.
bỏ tay ra luôn đi, tay giỡn quá. Rồi các bạn, wow, mình đã gắn vô được à. Nó hơi bị chạy một chút tại vì cái kìm á, mình sẽ nhớ ra được à. Rồi mình đã chùi thì lại cho nó sạch sẽ khô ha, khi nổ máy không bị gì ảnh hưởng nhớ ha. Vậy thôi, tại mình tháo cái oil filter ra hơi chậm cho nên là bây giờ mình sẽ đổ nhớt vô nha các bạn, mình sẽ đổ nhớt vô. Đổ nhớt vô đây, nhớt chỗ đó các bạn. À, cái bình này là 5 quart, 5 quart ha, 5 quart ha. Chiếc xe này 8 máy thì mình sẽ đổ 8 quart. Xưa mình có học sửa xe nha các bạn, cho nên mình biết. Thấy nhớt mới màu đã không? Cái thùng này để họ chắc nhất ra ha. Giờ mình canh này là 5 cái ha, cho nên mình canh sao tới còn tới đây thôi. Còn hai bình thôi. Chút nữa rồi ha, đúng luôn các bạn, đúng không, đúng không, đúng ngay cái mắt đó luôn ha. À, mình giữ cái bình này bỏ vô theo xe, có thiếu nhớt gì thì mình sẽ châm ha.
Rồi bây giờ mình sẽ lên mình đề máy ha. Bây giờ mình sẽ thử nhớt cho các bạn. Một là thử nhớt là lúc máy chạy, hai là khi mà nó chạy nó bơm nhớt lên hết rồi đó, rồi tắt máy đó. Mình thử lại lần nữa. Các bạn thấy nhớt à? Nhớt rất là đã ha. Lúc máy chạy thì nó bơm nhớt lên này, mình thử nó cũng không có chính xác lắm, nhưng mà trung bình nó nhớt lên tới đây thôi, lên tới đây thôi nha các bạn. Nếu lên maximum quá, lên nhiều quá thì cái máy nó nóng nha, nên nó là thường thường lên tới nhiêu đây thôi. Ít nhớt thì không đánh nổi, nhưng mà nhiều nhớt á nó hư cái head cái máy nha, cái engine đó, cái head á nó lít cái head. Nè các bạn thấy lên vừa đúng luôn ha, vừa đúng nha cái mí này ha, hai mí nè. Rồi vậy đã xong, bây giờ mình xin chào bà con nha, chúc bà con thành công. Thay nhớt dễ thôi, easy, không có gì khó. Rồi, bye bye. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.